Cầu lông gà. Đây là một trong những trò chơi không thể thiếu của bà con người Mông trong ngày Tết. Luật chơi, nếu ai làm rơi cầu thì sẽ bị phạt một chén rượu ngô. Cứ thế mà cuộc chơi kéo dài, càng chơi càng say, càng vui, cầu lại càng bay cao.